trong bối cảnh tình hình chung của đất nước sau 20 năm đổi mới và trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững cùng với quá trình hội nhập ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức tác động tới xu thế phát triển của tỉnh giai đoạn 2006-2010. Tháng 11 năm 2006, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đã xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2006-2010 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tranh thủ thời cơ xây dựng thủy điện Sơn La, khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế cả nước, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa xã hội, cải thiện nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa tỉnh ta ra khỏi tình trạng một tỉnh đặc biệt khó khăn, tạo lập những yếu tố cơ bản để phát triển nhanh hơn và bền vững trong những năm tiếp theo. Đảng bộ tỉnh của chúng ta đã biết khơi dậy lãnh đạo nhân dân các dân tộc, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, của nhân dân các dân tộc của tỉnh Sơn La. Mà cái đoàn kết đó chính là đoàn kết tự lực tự cường, đoàn kết để phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, để thoát nghèo, để mà cùng phát triển với các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và các tỉnh cả nước. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự chỉ đạo và điều hành sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kinh tế của tỉnh phát triển với tốc độ khá, đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân mà đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các ngành, các lĩnh vực, các vùng và các thành phần kinh tế có bước phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Theo đó, tổng sản phẩm GDP tăng bình quân 14,2% năm, GDP bình quân đầu người ước đạt 12,4 triệu đồng năm, gấp 2,5 lần so với năm 2005. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tiếp tục chuyển dịch tích cực và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chương trình phát triển các cây công nghiệp chủ lực được mở rộng với diện tích hợp lý. Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển mới. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với năm 2005. Chương trình phát triển công nghiệp điện được thực hiện tốt. Các nhà máy chế biến nông sản như chè, mía, sữa bò được khai thác và phát huy hiệu quả. Dịch vụ có bước phát triển cả về quy mô, ngành nghề. Thị trường hàng hóa phong phú, đáp ứng được các yêu cầu kinh tế và đời sống xã hội. Du lịch phát triển khá cả về số lượng khách, loại hình và sản phẩm. Cùng với đó, hạ tầng du lịch cũng được tập trung quy hoạch và đầu tư. Hoạt động tài chính tín dụng có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách tại địa phương đạt 800 tỷ, vượt 45,5% so với nghị quyết Đại hội 12 đề ra. Đặc biệt, chính sách thu hút đầu tư được ban hành và vận dụng sáng tạo với nhiều cơ chế được ban hành và phát huy hiệu quả tích cực. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài cùng với chú trọng phát huy nội lực đã góp phần tăng cường tiềm lực và cơ sở vật chất kỹ thuật của tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của giai đoạn này ước đạt trên 50.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế vùng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng vùng. Cuộc đại di dân tái định cư thủy điện ở Sơn La giai đoạn này được ví như một cuộc cách mạng lòng người. Bởi thế các cấp ủy, chính quyền đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và tập trung cao sự lãnh đạo chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận
để thực hiện công tác di dân theo các mục tiêu chỉ tiêu được Trung ương giao. Với khẩu hiệu "Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc", tỉnh Sơn La đã di chuyển an toàn một trung tâm huyện lỵ cùng 12.584 hộ dân đến nơi ở mới, đảm bảo cho việc khởi công và khánh thành nhà máy sớm hơn 3 năm so với kế hoạch, đem lại lợi ích to lớn cho đất nước. Sau khi mà thủy điện Sơn La hoàn thành thì chúng ta thấy là đã tác động thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền núi trong vùng, tức là ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, thông qua có mấy cái lĩnh vực. Thứ nhất là thông qua cái chính sách hỗ trợ di dân tái định cư, là đây là cái dịp mà các tỉnh vùng Tây Bắc là quy hoạch sắp xếp lại dân cư để mà phát triển kinh tế xã hội thông qua cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Và cái chính sách hỗ trợ nhà nước không phải riêng cái dân di chuyển mà dân sở tại đón dân cũng được hưởng lợi. Văn hóa xã hội thời kỳ này cũng đạt nhiều kết quả. Năm 2010, toàn tỉnh có 199 xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và 202 xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Toàn tỉnh có 203 trên 206 xã có trạm y tế xã với tổng số trên 1.000 giường bệnh. Trên 54% trạm y tế xã có bác sĩ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển rộng khắp. Toàn tỉnh có 65% số hộ gia đình, 75% số cơ quan đơn vị và 35% số bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phong trào xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác phòng chống ma túy được toàn xã hội chung tay với tư tưởng chỉ đạo, tập trung, thống nhất, toàn dân, toàn diện, kiên trì phòng chống ma túy. Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng đảng được quan tâm theo hướng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chú trọng quy hoạch bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất, trình độ và năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung tổ chức triển khai và thực hiện sâu rộng cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội và chính sách dân tộc trong đại gia đình Việt Nam, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2010-2015 vào tháng 9 năm 2010 đã nhận định. Kết quả của sự đổi mới trong những năm qua đã tạo được tiền đề cơ bản cho sự phát triển kinh tế xã hội. Song, tình hình thực tế cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với tỉnh. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo môi trường sinh thái, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hợp lý, gắn với nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cải thiện đời sống nhân dân, đi đôi với xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an toàn xã hội, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào. Trong 5 năm đầu của 2010-2015 là tập trung cao độ để hoàn thành công tác di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ sông Đà để đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Cùng với đó là nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình và tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,
với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó phải kể đến việc hoàn thiện các quy hoạch ngành lĩnh vực để thu hút đầu tư. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kinh tế của tỉnh giai đoạn này tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực và vững chắc hơn. Tổng sản phẩm GDP năm 2015 đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.300 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,4 triệu đồng năm, gấp 2 lần năm 2010. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư hoàn thiện một bước. Mục tiêu sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc đã cơ bản đạt được. Chính trị xã hội ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố, quốc phòng được đảm bảo, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và các tổ chức quốc tế được mở rộng. Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy. Các lĩnh vực văn hóa và giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Đây chính là kết quả quan trọng để Sơn La tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo. Bước vào thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 với thế và lực đã vững mạnh hơn khi mà kinh tế có sự chuyển biến căn bản, luôn giữ ở mức tăng trưởng khá nhiều năm. Nhiều tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng lòng hồ đang được khai thác. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức, đó là những biến động khó lường của kinh tế thế giới, cộng với đó là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh khó lường. Một số yếu kém vốn có của tỉnh như địa kinh tế không thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế còn chưa đồng bộ, hộ nghèo tỷ lệ còn cao so với cả nước, các vấn đề xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định. Đây là những nhiệm vụ tỉnh Sơn La cần được tập trung giải quyết trong giai đoạn này. Tháng 9 năm 2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, sớm xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu gắn với lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ. Quyết liệt, mạnh mẽ, ngay từ chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện rõ ý chí của cả hệ thống chính trị. 10 chủ trương lớn về kinh tế được xác định để rồi nhanh chóng đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc. Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La thì có ban hành một cái kết luận, tôi nhớ là một cái thông báo kết luận 121 về cái chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Đây nó là một cái mà được trăn trở rất là nhiều năm của nhiều thế hệ lãnh đạo thì mới ra được cái thông báo kết luận. Thế và khi ra được cái thông báo kết luận đó ấy, thì thực ra thì ta đã có một cái nền, đó là các hộ gia đình đã tự mò mẫm đưa cái khoa học chiết ghép vào làm từ lâu rồi, làm trước đây khoảng hơn chục năm. Nhưng mà tại sao nó không phát triển mạnh được? Vì nó không có cái liên kết giữa các hộ. Cho nên trong mấy năm gần đây là Sơn La đưa ra cái chủ trương là thành lập cái hợp tác xã theo cái luật hợp tác xã kiểu mới. Cho nên là nó tháo được cái mắt xích này, nó tháo được cái điểm nghẽn này, cho nên là nó phát triển.
để khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, lao động. Tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Cùng với đó là chính sách khuyến khích thành lập hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mở ra cơ hội nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Điều tiên quyết được coi là chìa khóa vàng cho sản xuất nông nghiệp bền vững ở Sơn La, đó là xây dựng và vận hành chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng chế biến, tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sạch và an toàn. Tỉnh đã quy hoạch sản xuất theo hướng tập trung phát triển cây ăn quả, trồng có lợi thế, có khả năng cạnh tranh và tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, diện tích trồng cây ăn quả ở Sơn La đã tăng mạnh, đạt trên 80.000 ha, sản lượng khoảng trên 300.000 tấn. Tỉnh cũng xác định phát triển cây ăn quả chủ lực gắn với sản xuất của từng địa phương như nhãn, xoài, chanh leo, chuối, bơ, mận hậu. Sơn La đã đẩy mạnh chủ trương phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Với phương châm cây ăn quả phát triển tới đâu, hợp tác xã phát triển tới đó, đến nay tỉnh Sơn La có hàng trăm hợp tác xã chuyên về cây ăn quả. Sau khi mà thành lập hợp tác xã thì chúng tôi đã liên kết sản xuất theo cái chuỗi, sản xuất theo quy trình, ví dụ từ khâu cắt tỉa cành, tạo tán, rồi là bón phân theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật cho phép ấy, thì đã sản xuất ra được những sản phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, thì bán ra các thị trường là rất là được người dân tin tưởng. Khi yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao, thì việc sản xuất nông nghiệp cùng đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn. Chính quyền địa phương, các hợp tác xã đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc đến khâu thu hoạch, và thành công hơn cả là đổi thay về nhận thức khi người dân đã biết áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện toàn tỉnh đã có nhiều vùng trồng xoài nhãn ở Sông Mã, Mai Sơn và Yên Châu được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu. Thêm vào đó, hàng chục hecta chanh leo ở Mộc Châu đã áp dụng quy trình sản xuất Global Gap đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu. Khi sản phẩm nông sản đã được kiểm soát về an toàn thực phẩm, Sơn La xác định xuất khẩu nông sản là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo về chế biến tiêu thụ nông sản, tổ chức nhiều hoạt động sự kiện nhằm giới thiệu quảng bá nông sản Sơn La. Những chuyến xe container nối đuôi nhau đưa nông sản Sơn La đến với các thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài trong niềm vui hân hoan của người dân và chính quyền địa phương. Đó là thành quả của quá trình liên kết cùng doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm nông sản an toàn. Đời sống của bà con nhân dân các dân tộc trong huyện Thuận Châu đã được nâng lên một cách rõ rệt, đặc biệt là trong cái chương trình phát triển kinh tế, trong những cái mô hình như là cái cây ăn quả, cây có múi và đặc biệt là cây công nghiệp như cà phê. Cùng với đó, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, Sơn La đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 124 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Sơn La không chỉ đúng thời điểm, mà ý đảng còn hợp với nguyện vọng của nhân dân, tạo nên sức mạnh đồng thuận, chào đón các doanh nghiệp đủ tâm, trí, lực, thổi luồng gió mới cho nông nghiệp tỉnh nhà. Để rồi, điểm nhấn ở Sơn La hôm nay không chỉ có khí hậu trong lành, đất đai màu mỡ, mà là sự quy tụ ý chí của người dân về thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn. 6 nhà máy chế biến nông sản đã đi vào hoạt động và đang khẳng định thêm quyết tâm và chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp của Sơn La. Mối quan hệ nhà nước, doanh nghiệp, người sản xuất đã định hình trong câu chuyện sản xuất, tiêu thụ nông sản ở Sơn La. Với nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo,
kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp ở Sơn La đang mang lại những hiệu quả kinh tế rõ rệt. Câu chuyện xuất khẩu của Sơn La không những mang lại nguồn lợi cho người nông dân mà còn giúp chính họ thay đổi nhận thức về sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường hiện nay. Bây giờ là sản xuất là phải theo hướng hữu cơ. Tất cả bây giờ là sử dụng anh em trong 9, 10, 10 thành viên hợp tác xã chúng tôi là bây giờ phun thuốc là cũng phải thuốc trong làm trong danh mục, thuốc sinh học, cho ăn thì cũng phải định kỳ và có lịch nhật ký ghi chép và tất cả chúng tôi sử dụng bằng phân hữu cơ hết. Chúng tôi cảm nhận là sự thân thiện cởi mở của các đồng chí lãnh đạo địa phương và cũng thấy rất hài lòng với những chính sách dành cho nhà đầu tư của tỉnh Sơn La. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tỉnh Sơn La trở thành khu nông nghiệp ngày càng phát triển hiện đại hóa, giàu có và sung túc hơn. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ trở thành cơ sở sản xuất chuyên gia công chế biến nông sản đa dạng và hiện đại, giúp bao tiêu sản phẩm đầu ra và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Cùng với phát triển cây ăn quả, Sơn La còn có tiềm năng về tài nguyên nước với khoảng 33.000 hecta mặt nước Hồ Thủy Điện Hòa Bình và Thủy Điện Sơn La. 1.400 hecta mặt nước ao hồ là thế mạnh về nước phục vụ sản xuất, phát triển mạnh nuôi trồng, khai thác thủy sản. Nét ưu thế đó thực sự là cơ hội trời cho Sơn La, nguồn vàng đen từ nghề nuôi cá tầm Nga lấy trứng xuất khẩu, nuôi cá lồng và nuôi trai lấy ngọc. Đến nay, toàn tỉnh có trên 9.000 lồng cá tập trung ở các huyện Mường La, Quỳnh Nhai và Phú Yên. Từ những lợi thế về đất đai khí hậu đã tạo nên một Sơn La núi non hùng vĩ, bốn mùa xanh mướt, những vườn cây ăn quả và cây công nghiệp. Sơn La đã và đang là địa chỉ đỏ trên bản đồ nông sản Việt Nam với nhiều sản phẩm có mặt trên thị trường trong nước và quốc tế. Phải nói những năm vừa qua thì Sơn La đã có một cái sự đầu tư để phát triển ngành hàng trái cây một cách rất là nhanh, hiệu quả và rất là bền vững. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc từ chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện rất là căn cơ bài bản. Tỉnh đã xác định những cái vùng trồng và cái đối tượng trái cây rất phù hợp. Hiện nay là Sơn La đã có trên 60.000 hecta cây ăn quả rất là đa dạng và chủng loại. Như thế là đứng đầu về miền Bắc và đứng thứ hai của cả nước về diện tích. Trong lĩnh vực công nghiệp, Sơn La tập trung cho phát triển thủy điện để khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tính đến cuối năm 2019, bên cạnh ba thủy điện lớn là Sơn La, Huệ Quảng, Nậm Chiến, thì trên địa bàn tỉnh Sơn La tổng cộng có 45 công trình thủy điện nhỏ với tổng công suất 805,5 MW. Dự kiến đến năm 2025, tổng công suất thủy điện trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 4.000 MW, sản lượng điện là khoảng 16 tỷ kWh năm. Và đến năm 2030, dự kiến tổng công suất thủy điện khoảng 5.500 MW, sản lượng điện khoảng 19 tỷ kWh năm. Cùng với đó, Sơn La đang đẩy mạnh phát triển khai thác năng lượng điện mặt trời, điện gió với kỳ vọng tương lai không xa sẽ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Bắc. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả. Ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Sơn La được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển. Các chương trình dự án được triển khai có hiệu quả đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan kỳ vĩ nên thơ, núi non trùng điệp, hệ thống hang động hùng vĩ và nhất là còn lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hóa dân tộc đặc sắc. Hiện nay Sơn La đã có nhiều điểm du lịch nổi tiếng cả nước như Cao nguyên Mộc Châu, khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, nhà máy thủy điện Sơn La, lòng hồ sông Đà. Nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, hệ thống hang động dọc theo sông Đà, các mỏ nước khoáng nóng cũng là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Đặc biệt năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, T2.
tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo quy hoạch hình thành 3 trung tâm du lịch trọng điểm: nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và vui chơi giải trí. Và di tích lịch sử nhà tù Sơn La đã vinh dự được đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiền đề lớn để thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh. Năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến với tỉnh Sơn La đạt 1,8 triệu lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch trên 700 tỷ đồng. Hiện nay Sơn La đang khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các thương hiệu sản phẩm du lịch để Sơn La từng bước trở thành một trung tâm du lịch trong hành trình du lịch Hà Nội, Sơn La, Điện Biên. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở đang là một mục tiêu được tỉnh rất quan tâm. Thời gian qua, Sơn La đã đầu tư nâng cấp, mở mới các tuyến đường giao thông, bảo đảm phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đã được chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Cảng hàng không Na Sản và tuyến đường tránh thành phố là động lực quan trọng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc, đặc biệt là khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ hai dự án thủy điện Sơn La - Hòa Bình, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực để phát triển vùng Tây Bắc. Lĩnh vực văn hóa giáo dục không ngừng phát triển, mạng lưới trường học được mở rộng, chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo được nâng lên. Phát triển giáo dục và đào tạo đã chuyển biến theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn về khoa học công nghệ, nhu cầu thị trường. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai hiệu quả, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng. Kinh tế đối ngoại được chú trọng, chủ động tìm kiếm kêu gọi các đối tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được duy trì và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục và đào tạo. Mở rộng mối quan hệ với đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tạo cơ hội hợp tác, thu hút các nguồn lực đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh. Công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị được tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cũng trong thời kỳ này, Đảng bộ tỉnh đã triển khai việc nghiên cứu lý luận gắn với thực hiện tốt việc tổng kết thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng, giúp cho sự lãnh đạo của đảng ngày càng thêm hiệu quả. Đến nay thì tình hình Sơn La tôi cho thấy là tốt. Và với bước đi cách làm này là phát huy. Đấy, thì tôi tin chắc rằng trước khi chúng ta tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh ấy, sẽ có một bước tổng kết cả lý luận và thực tiễn, rồi cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, rồi cả kinh nghiệm, rồi công tác phối hợp. Tôi tin chắc rằng là sẽ nhiều nội dung là rất là quý đấy. Những vấn đề mà tỉnh Sơn La xử lý, báo cáo ông chí là luôn luôn là có sự chỉ đạo của Trung ương. Với quyết tâm làm sáng lên diện mạo hòn ngọc miền Tây Bắc Tổ quốc, những hoạch định táo bạo của Sơn La dựa trên tầm nhìn, quyết tâm vào cuộc của Đảng bộ và bộ máy chính quyền các cấp. Một vận hội mới đang mở ra từ những mục tiêu và cũng là những ưu tiên trọng điểm để Sơn La khơi dậy, bật mở tiềm năng lớn lao để vươn lên cùng đất nước. Chúng ta phải cố gắng là phát huy những cái thành tích của các thế hệ đi trước, tiếp tục đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong nhân dân,
gắn bó mật thiết với bà con nhân dân để cùng tập trung lãnh đạo triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Muốn thực hiện được cái việc này, chúng ta đã xác định có 3 khâu đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm và 7 cái chùm giải pháp. Trong đó thì thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo đúng định hướng của Trung ương là phát triển nguồn nhân lực, là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung, là công tác cải cách hành chính. Trong đó thì tập trung cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để mà thu hút các cái nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Thì cái 9 cái nhiệm vụ trọng tâm là trải đều trên các cái nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, về công tác xây dựng đảng, công tác đối ngoại nói chung. Thành tựu của hôm nay là tiền đề cho kỳ vọng của tương lai gần. Nhìn lại chặng đường đổi mới ở Sơn La là cả quá trình không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phấn đấu đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. 35 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tổng kết thực tiễn và đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đề ra được những chủ trương chính sách đúng, trúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua từng thời kỳ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả của 35 năm qua sẽ là tiền đề để Sơn La tiếp tục bứt phá, vươn cao với kỳ vọng trở thành viên ngọc miền Tây Bắc của Tổ quốc.